Mỗi khi hàng năm thì mình sẽ làm một cái video quay đi vẽ ngoài trời. Thì năm trước thì mình đã làm video vẽ ký họa ở Đà Lạt rồi. Thì năm nay mình sẽ làm ở đâu ta? Các bạn hãy đợi một xíu thì mình sẽ biết ngay thôi ha. Đây đồng hồ nè. Đây là chợ nè. Rồi. Hiện tại đây thì mình đang đứng ở cảng cá Bình Châu và đang có rất là nhiều tàu ghe đang neo đậu. Thì video lần trước mình đã vẽ trên cao nguyên Đà Lạt rồi, thì bây giờ mình sẽ vẽ khung cảnh ở biển cho nó có đủ bộ là lên đồi xuống biển. Hiện tại là trời đang rất là nắng, cho nên là mình sẽ đi tìm một nơi nào đó vừa có bóng râm mà vừa có thể nhìn được một cái góc nó đẹp để có thể vẽ. Các bạn lưu ý là mình đi vẽ ngoài trời á, thì mình đừng có ngồi ngoài nắng lâu quá thì mình sẽ dễ bị say nắng và dễ bệnh lắm. Khi mà đi vẽ các bạn nên chuẩn bị một cái mũ giống như mình nè, thì mình sẽ đỡ phải đau đầu khi mà ngồi ngoài nắng quá lâu. Đó, bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ vẽ nha. Bây giờ mình đã tìm được một nơi khá là ưng ý. Thì ở đây có cái khoảng mà từ cái bờ biển vô, thì đây là cái phần mà người ta hay neo ghe. Thì ở đây ghe đang mắc cạn tại vì nước đang rất là thấp. Và ở đây có những cái thuyền thúng nè. Và có cả cái cầu xây đá, người ta dẫn đá ra ghe. Thì bây giờ mình sẽ vẽ chỗ này luôn ha. Đang vẽ có ghe chạy tới nữa nè mấy bạn. Mấy cảnh này mà nếu mình nhờ mấy bạn chụp hình xong rồi về vẽ thì nó đâu có thú vị đâu. Trong khi mình đi ký họa thực tế, trải nghiệm những cảm giác này rất là thú vị. Đó là cái hay của trường mỹ thuật. Ghe người ta đi đến kia luôn rồi kìa. Mấy bạn thấy là bây giờ đi vẽ ngoài trời đó, hồi nãy là cái thuyền này nè, người ta đứng ngay đây, giờ nó là sao, giờ nó trôi ra ngoài xa luôn, mắc cười thiệt. Giờ biết sao, giờ vẽ theo đó chứ sao.
đằng kia có cái ghe bị chìm mấy bạn ơi, đang vẽ thấy cái ghe bị chìm đó mấy bạn thấy không, đây nhìn to ra cho mấy bạn coi nè, đó cái ghe đó người ta bị chìm á, cái mấy ghe khác chạy lại cứu. À, mình đang tụi mình đang vẽ thì xuất hiện có sự xuất hiện của một cái ghe màu vàng, nước cũng đang lên luôn, thủy triều đang lên luôn, thì vẽ theo trí nhớ thôi mấy bạn ơi. Cảnh vật thay đổi hơi không phải một tẹo đâu, một nhiều hơi bị nhiều quá, vẽ theo trí nhớ nha. Nắng lên, nãy không có nắng, giờ có nắng, chói thiệt luôn á. Đó. Đó, nắng nè. Thank you.
xe nè em, để nè, để nghiêng nghiêng á, đừng có để dọc quá. Xe tải chở cá nó chạy vô á, ủi xe á. Ừ, để xéo xéo vậy đó. Đó, chạy dưới lên đây em mong không? À, tầm 10 cây, trên dưới 10 cây à. 17 cây rồi đó. 17 cây, Google Map thôi. Nhưng mà trên đường nó bắn mà, đi nhanh lắm. Google Map gì? Trong cái xe đó thì 17 cây thiệt à. Vậy hả? À. Nhưng mà tại đường dễ chạy. À, đường bắn mà, cây không. Chưa. Còn né, còn quá rồi. Trời. Còn nhắn. Có phải demo chứ. Demo nãy giờ quay nè. Giờ quay nè. Quay quá trời luôn. Đâu? Nó sao vậy? 11 giờ. Sao phải kêu em qua sớm hơn giờ đó để em tập trung vẽ rồi ai nghĩ đó. Rồi lỡ rồi. Rồi vẽ xong chỉ cho. Ừ. Còn mai với Trần Dung nữa mà. Ừ, mai với Trần Dung nữa mà. Sao? Trời ơi, đến nữa rồi. 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 Đi kiếm chỗ ngồi đi. Chọn góc đi. Căng góc đi. Chưa quen vẽ chì đi. Đúng rồi, chưa quen vẽ chì thôi, sau đệm bút sắc lên. Thoải mái. Rồi chọn góc đi tụi em. Đây tụi em buổi sáng mà tụi em đi lên trên này nè. Có mấy cái người làm cá Như buổi sáng lên trên này nè, là đầu cặn cá có mấy người làm cá đó. Chợ cá đó. Sò. Chiều người ta làm sò nhiều lắm. Trời. Dũng. Dũng hóa trang đúng không? Em cứ giăng nắng nhiều vô, mai đen thui lên giống người miền biển. Em ngồi xem coi cô vẽ được. Em ngồi xem coi cô vẽ được. Sống được. Được. Ngồi xong coi. Ngồi coi sau, vẽ sau. Để cái gương phía sau lưng cô á. Nên tụi em vẽ nên có chủ đề nha, chứ không phải tự nhiên vẽ lung tung. Có chủ đề nó sẽ tốt hơn. Ví dụ chủ đề thiếu nhi miền biển thì vẽ thiếu nhi miền biển hết. Không, ý là cái chủ đề á, cái chủ đề của em á. Đúng là không có yêu cầu, nhưng mà tụi em nên vẽ có chủ đề, điểm sẽ cao hơn. Ví dụ như vẽ những người đánh cá thì làm đánh cá hết. Vẽ bán cá thì làm bán cá hết. Không, em vẽ phải có chủ đề, chứ tụi em mà vẽ đa dạng. Đúng rồi, tức là con nít mình biển. Hiểu không? Chứ vẽ đa dạng quá là về giống như lung tung á, người ta cho điểm thấp. Nên vẽ có chủ đề. Nói mới nhớ, hồi sáng tính ra đó hồi. Anh nói mà không nghe. Anh đã nói gì đó, hồi sáng tính ra đó hồi vậy. Cái chỗ này nó bị mắc cạn vậy rồi. Chắc người đó không sao đâu ha. Cái dưới đó nó có khô luôn á, nó khô cằn luôn á. Đó, giờ đầy nước nè, khô gì trời. Ừ. Ngồi chết ngắt luôn. Rồi ok. Kêu nước chưa? Chọn góc đi. Ừ, ok, để anh chỉnh lại cái máy. Ở đây có cái thuyền rất là bự luôn.
đang ngồi vẽ thấy có thuyền chà bá lửa luôn đó mấy bạn thấy không, dây này nọ rất là nhiều này, chắc người ta đánh cá voi luôn á. À, cái này giống thuyền đánh cá voi á, nói vậy thôi chứ mà đánh cá voi thiệt đâu, nhưng mà thuyền này to thiệt á, mấy thuyền khác giống như là con nít. À, chắc đánh cá ngừ đại dương thiệt á, khủng khiếp. Giờ này giờ nó mới đi nè, giờ này mới lên á. Dạ mà. Mấy cọng dài dài đó là để thả lưới sao? Đúng rồi. Thôi, chúc đi mạng giỏi. Ok. Đây là cảng cá Bình Châu. Hôm nay cuối cùng cũng đã xong bức ký họa đầu tiên ở cảng cá Bình Châu. Giờ phê quá không nói nên lời luôn. Sau khi vẽ xong thì không còn ánh nắng nữa. Đó, mấy bạn xem nè, đâu không còn nắng nữa đâu. Và cái cảnh vật nó cũng đã thay đổi luôn. Ban đầu nước cạn, bây giờ nước lên quá trời luôn này. Tại vì thủy chiều lên rồi. Hơn đó mình cũng vẽ xong rồi. Cũng có thể tạm gọi là xong ha. Thực ra ký họa thực tế thì nó không thể nào mà ký giống như là mấy bạn vẽ tự hình được. Mình chỉ có thể là bắt cái thần thái lúc đó thôi. Đó, tiếng ở đây rất là ồn ào. Tiếng ghe tàu xe cộ người ta chở hàng rất là nhiều. Nhưng mà được cái là mình nghe, mình thấy vô tay, mình thấy cảm giác nó lạ lắm, không giống thành phố. Lại các bạn đi ký họa, các bạn phải chú ý là mình vẽ nhanh lên. Nhưng mà nhiều lúc muốn nhanh cũng không được. Mình vẽ xong là hết nắng. Thật ra là mấy bạn biết không, mình vẽ từ 11 giờ trưa cho đến bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi đó. Vẽ mà quên ăn luôn. Giờ chưa có ăn gì hết, đói quá. Giờ mình sẽ đi ăn và đi đi thăm thú một xíu nữa. Mai hẹn gặp các bạn ngày mai nha. Các bạn ngày mai. Hiện giờ có mấy bạn sinh viên bên mỹ thuật nè, cũng đang vẽ nè.
đấy. Bạn nào đó cảnh rất là đẹp cho nên là không tránh khỏi các bạn mỹ thuật đến vẽ đâu. Đâu bạn nào đâu, bạn mỹ thuật đâu, bạn mỹ thuật đâu, im ra, bỏ khẩu trang nó như với mặt nó chứ. Ok. Bạn mỹ đẹp nè. Ngày đầu tiên vẽ thực tế khó lắm á chứ không có đùa đâu nha. Ok. Thôi vậy đi mọi người, ngày mai mình sẽ vẽ tiếp nha. Ừ, bye bye. Bye, mày tiếp không?